Mong anh em hãy like video và đăng ký kênh Dragon AK nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.你们的势力，我斩断了。
Còn ở scene này thì mình sẽ chỉ cho anh em cách bắn phượng hoàng nhanh nhé. Thì bình thường thì sẽ có một cái viên ngọc màu đỏ nó bay ngang qua cái màn hình, anh em chết nó từ từ nó sẽ lâu sẽ có. Khi anh em hạ được ngọc đỏ này thì sẽ full nộ, đây nó bay tới này. Đấy, bắn full nộ bây giờ rất là nhanh, mình hạ phượng hoàng rất là nhanh luôn. We'll be right back.